Sử dụng thiết bị chính hãng. Việc sử dụng các sản phẩm không rõ nguồn gốc sẽ làm giảm độ bền của thiết bị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn do cháy nổ. Vì vậy, bạn nên sử dụng thiết bị chính hãng để đảm bảo an toàn và tuổi thọ cho thiết bị. Không để thiết bị tích điện bị va đập mạnh. Cả thiết bị điện tử hiện nay được chế tạo ngày một tinh vi hơn, cả vi mạch ngày một nhỏ hơn. Do đó, những va đập mạnh có thể khiến vi mạch điện tử này bị đứt gãy, gây nguy cơ mất an toàn khi sử dụng và khiến chuyên gia sửa chữa gặp nhiều khó khăn trong việc khắc phục. Không sử dụng thiết bị khi đang cảm giác, vì điều đó sẽ khiến dòng điện của thiết bị quá lớn và có thể gây ra các vấn đề về dòng điện hoặc cháy nổ ngắn mạch. Cắm sạc ở nơi thông thoáng, tránh xa các vật dễ cháy. Khi sạc, thiết bị sẽ tỏa nhiệt, do đó nếu đặt thiết bị ở nơi có nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng đến chất lượng pin và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Các thiết bị như ổ điện, vít cắm phải khô ráo khi sử dụng nhằm tránh nguy cơ cháy nổ do rỉ điện, điện giật đối với người đi sử dụng. Bảo dưỡng, thay thế thiết bị định kỳ theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Thông thường khi mua bất kỳ một sản phẩm nào, các thương hiệu hoặc nhà sản xuất sẽ đưa ra khuyến cáo về thời gian bảo dưỡng định kỳ, những lưu ý nhằm duy trì hoạt động và tuổi thọ cho thiết bị tốt nhất. Ngoài những yếu tố trên, hoạt động bảo trì bảo dưỡng còn giúp nâng cao tuổi thọ, hiệu quả và giá trị sử dụng của các loại máy móc thiết bị. Không nên sạc điện liên tục qua đêm. Không nên sạc quá thời gian khi đã nạp đủ 100% nhiên liệu. Việc cắm cục sạc vào ổ điện thời gian dài sẽ khiến cục sạc sớm lão hóa, chưa kể đến những rủi ro cháy nổ trong lúc ngủ.